Xin chào các bạn đã quay lại trang web fankinto.com. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần mềm Cinema 4D ha. Rồi thì vì hôm nay chúng ta sẽ tới cái lệnh cuối của cái trong cái nhóm deformer đây, lệnh bevel. Lệnh này nó vác thôi. Thì nó vác bốn cái bạn thấy cái biểu tượng nè, hình vuông mà nó sẽ vác bốn cạnh, đơn giản như thôi ha. Đầu tiên ta sẽ tạo một cái hình vuông như thế này, phối hợp như thế này ha. Thì bạn sẽ thấy là nó sẽ vác thì chúng ta sẽ lôi cái lệnh bevel này vào trong cái khối hợp này. Rồi. Thì nó đã vác rồi đó, nhưng mà hiện tại đang vác cái những cái cạnh này, nó vác toàn bộ khối hợp ta luôn, nó vác nhỏ hơi như bị nhỏ ha. Cái cạnh vác nó nhỏ, tôi sẽ phóng to lên tí. Ta chọn lệnh bevel nè. Rồi trong lệnh bevel này thì bạn sẽ thấy là bạn chú ý một số cái thôi, chú ý cái option nè, cái option này ha. Đây cái option này tôi bấm to đây, tôi chọn cái lệnh bevel option. Trong cái option này bạn chọn cái chế độ hiện tại, cái mode nó đang ở ba chế độ nè. Điểm x là cạnh, polygon là chọn nguyên cái đối tượng chúng ta luôn ha, đang ở chế độ là chọn chọn x ha, chọn polygon, thấy chưa? Thì ta sẽ làm thử cho bạn từng trường hợp đi ha. Đầu tiên thì ta chọn cái x trước đi, là chọn cạnh. Thì bạn thấy chọn cạnh nè, thì cái đây nó sẽ vác rồi nè, nhưng mà vác hơi nhỏ. Tôi sẽ tăng cái mức độ vác lên bằng cách là tôi tăng cái chỗ dòng offset này, bạn thấy chưa? Bạn thấy dòng offset không? Bạn tăng cái dòng này lên cho tôi, hiện tại đang là 1 cm nè, bạn tăng lên, thấy chưa? Khi ta tăng thì bạn nhìn bên tay phải ha. Khi ta tăng thì bạn nhìn bên tay phải nè. Cái mức độ vác mà, thấy chưa, nó vác nhiều đó. Thì do tôi vừa chỉnh cái chỗ offset này 13 cm, mặc định nó là 1 ha. Tôi càng tăng lên thì nó vác càng nhiều ha. Nó vác hồi thành gần như hình tròn luôn ha. Thấy chưa? Nó tăng cái vác này lên. Rồi. Rồi sao nữa? Giờ ta sẽ quay lại tới cái nãy là tôi chọn cái loại mà vác là cạnh ha, x nè. Tuy nhiên chúng ta vác cạnh, ta chọn điểm thứ hai point nè. Chọn điểm thì nó chỉ vác đúng cái đỉnh của những cái cạnh này giao nhau thôi. Còn cái cạnh thì nó sẽ không vác, nó chỉ vác cái đỉnh thôi. Ha, bạn nhìn kỹ nè ha. Đó. Ta sẽ tăng cái đỉnh nó vác cho bạn ta xem nè. Thấy chưa? Đó. Rồi ta sẽ xây cho bạn xem. Nó chỉ vác cái đỉnh thôi, còn cái cạnh nó không có vác. Nên do chúng ta vừa chọn chế độ mode là chế độ point, chế độ điểm á. Đây là chế độ điểm ha. Chế độ point để mode, point là điểm. Rồi. Thì ta vừa hướng dẫn các bạn cái cạnh là điểm nè, tiếp tục tới chế độ polygon, nghĩa là áp dụng chế độ vác cho toàn bộ cái đối tượng ta luôn ha. Lít vào đây thì bạn thấy ha, thấy chưa, nó vác toàn bộ đối tượng ta luôn ha. Tôi sẽ tăng cái offset lên cho bạn thấy cái nó vác như thế nào ha. Thì trong offset tôi sẽ tăng cái chỗ này, đây 47 cm nè. Rồi bạn đợi tôi tí ha. Mặc định thì nó đây, mặc định là nó bằng không, mặc định cái chỗ này là bằng không. Rồi bằng 0.1 vậy đó, bạn thấy chưa, khối hợp ta chưa vác. Bây giờ ta sẽ kéo lên thấy nó sẽ vác nè, thấy chưa, nó vác cái kiểu mà giống như là nó khứa vào vậy ha, lấy dao nó khứa vào rất là góc cạnh, bạn thấy chưa, đó. Nó khứa vào rất là góc cạnh như thế này, nó khứa vào rất là góc cạnh như thế này, bạn thấy chưa, đây nó khứa vào rất là góc cạnh, thấy chưa, nó vác kiểu này, tăng lên nữa, thấy chưa, nó khứa rất là góc cạnh. Rồi, đó là tôi vừa hướng dẫn các bạn chế độ vác polygon là nguyên cái đối tượng ta luôn ha. Nó khứa vào rất là góc cạnh như thế này. Nếu nó không có vác cái kiểu mà bo tròn, vác bo tròn thì bạn phải chọn chế độ mode là x. Đây nè, không phải chọn chế độ mode là x, thấy chưa, nó mới vác bo tròn cái chế độ mà chúng ta thường hay sử dụng á, x á. Rồi, còn những cái còn lại thì bạn tự tìm hiểu thêm, những không có gì. Chế độ bevel mode này thì chamfer và solid thì chúng ta chỉ chọn cái chamfer thôi ha, vác theo kiểu bo tròn. Rồi offset thì chúng ta chỉnh cái cường độ tăng giảm để chú ý cái chỉ số này. Subdivide chỗ này tôi quên nói bạn này, cái subdivide surface là xin lỗi subdivide xanh á, cái này là cái tăng giảm cái chia bao nhiêu cái đường lưới tại cái vị trí mà cái cạnh vác ha. Nè, thấy chưa? Mặc định thì nãy như là nó không. Bạn thấy tăng lên thì bạn thấy nó bo hơi tròn hơn tí, tại vì nó chia làm nhiều cái đường lưới chỗ cái cạnh vác nè ha. Rồi. Tăng cái subdivide surface lên một chút thôi ha. Rồi. Deep xong cái gì hết rồi. Cơ bản chúng ta xong được cái tab option này. Shaping này thì bạn cứ để mặc định. Mặc định nó là loại bo tròn ha, nghĩa là cái cảnh sẽ bo tròn, cảnh vác á. Còn nếu bạn có thể chọn cái chữ là user, nghĩa là người dùng, chúng ta được tự định nghĩa cái cảnh vác đó hình dạng như thế nào, thì thuộc vô chúng ta vẽ trên cái biểu đồ này ha. Thay đổi những cái điểm neo trên biểu đồ nè, thấy chưa. Thì những cái này chuyên sâu thì bạn có thể tự tìm hiểu thêm ha. Tương tự như những cái lệnh khác mà có dạng biểu đồ thôi, ta chỉnh sửa dựa trên cái biểu đồ này. Cái thứ ba là profile thì dựa trên một cái đường spline nào đó, thì bạn tự vẽ một cái đường spline nào đó, sau đó bạn lôi cái đường spline nó vào đây ha, thì cạnh vác nó sẽ vác theo cái hình dạng của đường spline đó ha. Thì này cũng chuyên sâu thôi, bạn tự tìm hiểu thêm, tôi chỉ nói cái ý là bạn đã hiểu rồi ha.
rồi lo cái đường SPLite. Giả sử bạn tạo đường SPLite là bằng lít, bạn lo vô đây, hoặc là bạn lít với mũi tên là bạn chọn cái đường SPLite đó cũng được ha. Rồi cái thứ tư thì tiếp thì chọn topology nghĩa là không có gì, bạn cứ để mặc định hết không có gì ha. Ẩn hiện đường lưới gì nè, thấy chưa, bạn lít vô đây thì nó sẽ tắt hiện cái đường lưới ha, đường lưới ở giữa cái góc này nè. Còn đây là ẩn hiện cái đường lưới của cái cạnh ha, để tính năng ẩn hiện đường lưới thôi ha. Khi tôi lít bỏ, khi tôi bỏ chọn thì nó sẽ hiện đường lưới cạnh nè, thấy chưa, đường lưới cạnh đây. Khi tôi lít thì nó sẽ mất tiêu nè, thấy chưa. Còn cái đây là ẩn hiện đường lưới tại cái vị trí đỉnh nè, tôi lít vô đây cho bạn xem nè, thấy chưa, mất tiêu đường lưới đỉnh luôn rồi. Còn đây là những cái gì, những cái phông thì không có gì, phông thì làm bo tròn góc cái okay. Rồi như vậy là xong ha, ta đã xong được cái lệnh pivot là vác rồi ha. Cơ bản là bạn chú ý cho tôi là pivot, bạn chú ý cho tôi là chọn chế độ vác là x là vác cạnh ha, mod để x cạnh. Sau đó ta sẽ tăng chỉnh cái chế độ offset này để điều chỉnh cái cường độ vác thôi ha. Đó rồi, đơn giản vậy thôi. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video sau ha.